Ngày 8 tháng 7, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt BC08 Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các đội và trạm của đơn vị phối hợp với công an các quận huyện thành phố Thủ Đức đã tới các cơ sở có kinh doanh rượu, bia, nhà hàng quán nhậu để tuyên truyền, triển khai cam kết chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về luật phòng chống tác hại của rượu bia. Theo đó không điều khiển phương tiện giao thông sau khi đã uống rượu bia vận động chấp hành nghiêm việc bốc xếp chở hàng hóa đúng kích thước, trọng tải thiết kế của xe, không cơi nới thành thùng xe. Những ngày gần đây, ghi nhận của phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng tại các quán ăn, nhà hàng, quán nhậu, tại các quận huyện và thành phố Thủ Đức, cán bộ chiến sĩ của đội cảnh sát giao thông các lái, đội cảnh sát giao thông chợ lớn, đội cảnh sát giao thông bàn cờ, đội cảnh sát giao thông tân sơn nhất, đội cảnh sát giao thông hàng xanh, đội cảnh sát giao thông tân túc, Phối hợp với công an địa phương đến tận nơi gõ cửa để tuyên truyền. Lực lượng chức năng treo băng rôn ở cổng, bãi giữ xe và phát tờ rơi tới tận tay người dân. Phòng BC08 cho biết, người điều khiển phương tiện sau khi đã uống rượu bia là một trong những nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, có thể dẫn đến chết người. Hiện nay, người dân có rất nhiều các hình thức di chuyển như xe taxi, xe ôm công nghệ hoặc các phương tiện giao thông công cộng khác do đó sau khi đã uống rượu bia người dân không lái xe để đảm bảo an toàn cho bản thân gia đình cũng như góp phần phòng ngừa hạn chế được các vụ tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn